Ở các tập trước, chúng ta đã nói qua về lịch sử sơ lược của các công ty bán dẫn, còn nội dung kỳ này, ban đầu tôi định cụ thể nói về công ty huyền thoại ASML. Tuy nhiên, khi sắp xếp lại tài liệu, tôi phát hiện nội dung này gần hơn với lịch sử phát triển của máy quang khắc. Tôi đã hệ thống từ thời kỳ thượng cổ của máy quang khắc đến thời kỳ ASML, phải nói rằng, nội dung kỳ này hơi dài và khá khô khan, nhưng sau khi đọc xong, bạn chắc chắn sẽ có cái nhìn đầy đủ về sự phát triển của máy quang khắc. Thực ra, cách gọi đúng hơn cho máy quang khắc nên là máy phơi sáng, nguyên lý hoạt động của nó giống như một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn, chức năng chính là chiếu các bản thiết kế đã vẽ lên tấm wafer, từ đó thực hiện quá trình khắc lên wafer. Chúng ta đều biết rằng sự phát triển của ngành bán dẫn được chia thành 4 giai đoạn, trong đó, ở thời kỳ đèn điện tử và bóng bán dẫn, người ta chưa cần đến máy quang khắc, vì bản chất các linh kiện này vẫn là từng đơn vị riêng lẻ. Sau đó, khi nhu cầu tăng cao, người ta bắt đầu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể sản xuất hàng loạt các bóng bán dẫn này và làm theo bản thiết kế, thay vì phải hàn từng cái một từ đó, mạch tích hợp ra đời. Trong phần lịch sử bán dẫn kỳ trước, chúng ta đã nói về giá bất no si của công ty Fairchild người đã đệ trình bằng sáng chế về công nghệ Polena vào năm 1959. Kể từ đó, kỷ nguyên của mạch tích hợp bắt đầu và máy quang khắc, công cụ then chốt trong sản xuất wafer cũng từng bước được cải tiến và hoàn thiện. Hãy cùng nói ngắn gọn về nguyên lý cơ bản của quang khắc nhé, qua hình ảnh này, chắc hẳn mọi người có thể hiểu được tấm mắt mặt nạ quang khắc này có thể được coi như bản vẽ mạch điện khi ánh sáng từ máy quang khắc chiếu qua tấm mắt, nó sẽ chiếu hình ảnh bản vẽ lên lớp quang trở lớp quang trở này chứa một thành phần hóa học gọi là chất nhạy sáng khi bị ánh sáng chiếu vào, chất này sẽ thay đổi tính chất. tất nhiên, không phải chiếu ánh sáng là xong, sau đó, wafer sẽ được xử lý qua các bước như nung, cố định và hiện hình để mẫu hình trên tấm mắt được sao chép chính xác lên bề mặt silicon. đến đây, nhiệm vụ của quang khắc coi như hoàn thành. phần tiếp theo là việc của máy khắc. khi quá trình quang khắc hoàn tất. Wafer sẽ được đưa vào buồng chân không của máy khắc. Tại đây, khí cờ lo và phở lo được bơm vào, sau đó được kích hoạt bằng máy phát plasma để chuyển thành trạng thái plasma của cờ lo và phở lo. Trong đó, ion cờ lo có tác dụng ăn mòn silicon, còn ion phở lo ăn mòn silicon dioxide nhờ tính axi hóa mạnh của các ion này. Vật liệu tại những khu vực không được lớp quang trở bảo vệ sẽ bị ăn mòn, đây chính là quá trình khắc. Sau khi chế tạo wafer, còn rất nhiều bước khác như cắt, đóng gói, kiểm tra, tôi sẽ không nói chi tiết từng bước, chỉ cần hiểu nguyên lý cơ bản của quang khắc là đủ thực tế các thiết bị quang khắc ban đầu và máy quang khắc hiện đại ngày nay tuy cùng bản chất công việc nhưng với sự xuất hiện của định luật mo và yêu cầu gia công ngày càng cao về độ chính xác máy quang khắc ngày này đã hoàn toàn đạt đến một đẳng cấp khác máy quang khắc đời đầu thậm chí không có hệ thống quang học hay bàn định vị độ chính xác cao lấy ví dụ chiếc máy quang khắc duy nhất có khả năng xử lý 7 nm tại công ty guhan hong xin màu ntx 1980 di trị giá hơn 80 triệu đô la mỹ đắt hơn cả một chiếc máy bay boeing chiếc máy này nặng khoảng 180 tấn bao gồm hơn 100.000 linh kiện và dây cáp bên trong kết nối lại dài ít nhất vài km các thành phần chính của nó bao gồm hệ thống chiếu sáng hệ quang học hệ quang học chiếu hình, hệ truyền dẫn mắc mặt nạ quang khắc, bàn mắc, hệ truyền dẫn wafer, bàn wafer cùng với các hệ thống phụ trợ khác như hệ thống làm mát, hệ thống phần mềm điều khiển. Việc vận chuyển một cỗ máy khổng lồ như vậy lại càng phức tạp, các linh kiện phải được đóng gói trong hơn 40 thùng chuyên dụng, duy trì môi trường nhiệt độ và độ ẩm ổn định, quá trình vận chuyển cần sử dụng xe tải có đệm khí chống rung chuyên dụng, nếu không thể vận chuyển bằng đường bộ thì phải dùng máy bay. Để vận chuyển toàn bộ một máy quang khắc, cần ít nhất 4 chiếc máy bay vận tải Boeing 747, khi đã tới nơi, còn phải có các kỹ sư chuyên nghiệp của ASML đến lắp ráp và hiệu chỉnh, một quy trình mất ít nhất 6 tháng, bạn có thể hình dung mức độ giá trị của nó. Mua một cỗ máy đắt đỏ như vậy tất nhiên là để kiếm tiền Do đó, máy quang khắc phải đảm bảo hoạt động ổn định 24 trên 7, trong khi thực hiện công việc chính xác nhất thế giới. Đây là lý do mà máy quang khắc được mệnh danh là tinh hoa của khoa học công nghệ nhân loại, và điều này không hề phóng đại. Độ khó để chế tạo máy quang khắc thậm chí không thua kém việc chế tạo một quả bom nguyên tử, nhưng chế tạo bom nguyên tử thì không cần phải lo lắng về hiệu suất hay chi phí, vì nó không phải để kiếm tiền. Nếu bạn thực sự muốn so sánh bom nguyên tử với máy quang khắc, thì với hiệu suất và tính kinh tế của máy quang khắc ngày nay, giá thành một quả bom nguyên tử chỉ khoảng 10.000 đô la Mỹ, thậm chí nếu cộng thêm lợi nhuận và phí vận chuyển, một quả bom cũng chỉ vào khoảng vài chục nghìn đô la Mỹ. Bạn nghĩ xem, với mức chi phí này, nếu tổ chức khủng bố được tài trợ để mua bom thì có thể tiêu diệt được cả một đất nước rồi đúng không? Tất nhiên, đây chỉ là nói đùa thôi. Bây giờ, hãy cùng nói cụ thể về các giai đoạn phát triển của máy quang khắc qua từng thời kỳ. Từ năm 1959, khi mạch tích hợp ra đời, đến năm 1974, được coi là thời kỳ cổ đại của máy quang khắc. Lúc đó, các mặt nạ quang khắc đều là tỷ lệ 1:1 và không có hệ thống chiếu phức tạp. Mặt nạ được đặt sát vào lớp quang khắc, bởi vì độ chính xác của chiếc thời đó rất thấp và thiết bị gia công cũng còn thô sơ. Sự phát triển ban đầu của máy quang khắc chủ yếu tập trung vào bàn định vị có độ chính xác cao và cải tiến ánh sáng. Sau này, khi ống kính được thêm vào, mọi thứ trở nên phức tạp hơn ở đây. Tôi chỉ tóm tắt một số mốc thời gian để mọi người có cái nhìn tổng quan. Đầu tiên, vào năm 1930, nhà thiên văn học David Mann tại phòng thí nghiệm vật lý Jefferson, Đại học Harvard, đã phát minh ra bánh xe marker dấu mét để nghiên cứu quang phổ của các ngôi sao và tinh vân. Phát minh này đạt được độ chính xác 1 trên 1000 mm và đã giúp ích rất nhiều cho định vị chính xác của máy quang khắc sau này. Năm 1959, công ty Gisier của Mỹ đã mua lại công ty của David Mann. Nhờ công nghệ này, bản định vị của Gisier có thể di chuyển chính xác hơn dọc theo trục thẳng đứng. Cũng trong năm 1959, Fechel Semiconductor đã chế tạo chiếc máy anh bước lập đầu tiên sử dụng công nghệ quang khắc để sản xuất nhiều bóng bán dẫn silicon giống nhau trên một wafer duy nhất cùng năm đó họ đã nộp bằng sáng chế cho quy trình Polen, mở ra kỷ nguyên của mạch tích hợp năm 1960, một công ty sản xuất bóng bán dẫn ở clip lần rất quan tâm đến bản định vị của Giese, cho rằng nó có thể giúp sản xuất bóng bán dẫn chính xác hơn họ kết hợp kính hiển vi quang học của bosi và lâm cùng máy ảnh bước lập của phê trong để chế tạo chiếc máy quang khắc hoàn toàn thủ công đầu tiên sau khi có bước đi đầu tiên này nhiều công ty bắt đầu cải tiến và cạnh tranh đặc biệt là khi xe nhanh chóng tung ra phiên bản của riêng mình, áp dụng nguồn sáng Eli cho phơi sáng và sau này là hệ thống đo giao thoa laser do SB phát minh. Trong thập niên năm 1960, Vixie vẫn duy trì thị phần từ 60% đến 70%. Tuy nhiên, Vixie nhận ra rằng đối tác Bosi và Lam của họ có giới hạn trong công nghệ ống kính, dẫn đến nhiều sản phẩm bị trả lại. Họ bắt đầu tìm kiếm đối tác khác và hợp tác với Nakan của Nhật Bản. Điều này mở ra kỷ nguyên của máy quang khắc Nhật Bản trong vài thập niên tiếp theo ngành công nghiệp này tập trung vào cải tiến mặt nạ quang bộ căn chỉnh và độ chính xác thời kỳ này được gọi là cổ đại bởi vì chi phí rất cao và hiệu suất thấp chúng ta hay nói về các vấn đề của máy quang khắc tiếp xúc sử dụng mặt nạ quang và lớp quang khắc trước tiên lớp quang khắc rất dễ bị ô nhiễm và khi số lần phơi sáng tăng lên mặt nạ cũng dễ bị hư hại do đó tỷ lệ thất bại rất cao tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của chip rất thấp dẫn đến giá thành trích trở nên rất đắt đỏ sau đó mọi người nhận thấy rằng nếu tiếp xúc gây ra nhiều vấn đề như vậy thì không tiếp xúc nữa vì vậy máy quang khắc cần đã được phát triển với hy vọng cải thiện tình hình nhưng do hiệu ứng nhiễu xạ ra hình ảnh chiếu bị mờ làm giảm độ chính xác và chi phí vẫn rất cao chỉ khi hệ thống chiếu quang học được tích hợp vấn đề này mới được giải quyết triệt đề Tất nhiên, điều này dẫn chúng ta đến kỷ nguyên của máy quang khắc sử dụng công nghệ chiều sáng. Câu chuyện này phải bắt đầu từ quân đội Mỹ, phải nói rằng quân đội Mỹ của thực là rất giàu có và mạnh tay chi tiêu vào thời điểm đó. Để nhanh chóng phát triển sức mạnh chiến đấu quân sự, họ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào nghiên cứu phát triển chip bán dẫn. Tuy nhiên, dù có nhiều tiền đến mấy, cũng khó chịu nổi chi phí quá cao trong ngành công nghiệp chip. Hãy lấy một ví dụ, vào năm 1974, một bộ vi xử lý Motorola 6800 có giá lên đến 295 đô la Mỹ. Bạn thử nghĩ xem, với chi phí cao như vậy, ai có thể chịu được để giải quyết vấn đề liên quan đến máy quang khắc? Quân đội Mỹ đã tìm đến công ty thiết bị Parkinon. Mo tên công ty này có lẽ nghe khá lạ lắm, nhưng nếu nhắc đến kính viễn vọng không gian Hubble, chắc hẳn bạn sẽ biết chính Parkinon đã chế tạo các thấu kính cho Hubble. Yêu cầu của quân đội Mỹ là phát triển một loại máy quang khắc có độ chính xác cao mà không cần ép mẫu mặt nạ lên lớp quang khắc, đồng thời phải đảm bảo hiệu suất sản xuất. Vấn đề cốt lõi chính là làm thế nào để đảm bảo ánh sáng chiếu không bị tán xạ. Sau 5 năm nghiên cứu và phát triển, vào năm 1974, Pakinenmo đã cho ra đời máy quang khắc của mình với bước đột phá lớn nhất là hệ thống chiếu sáng phản xạ. Hệ thống này sử dụng hai gương phản xạ hình cầu đồng trục để truyền hình ảnh từ mẫu mặt nạ qua 3 lần phản chiếu, rồi chiếu lên tấm silicon. Thiết kế gương cầu đối xứng này giúp loại bỏ phần lớn hiện tượng quang sai, đạt được độ phân giải lý tưởng. Có thể bạn nghĩ rằng chỉ với một chút cải tiến như vậy thì không thể đủ để tạo nên một kỷ nguyên, nhưng ý nghĩa lớn nhất của nó là giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất chip. Vẫn lấy ví dụ về bộ vi xử lý Motorola Zola 6800 vào năm 1974, lúc đó giá mỗi chiếc là 295 đô la Mỹ, nhưng chỉ một năm sau, sử dụng máy quang khắc này, người ta đã sản xuất được bộ vi xử lý Moto 6500 này hay có hiệu suất tương tự với giá chỉ 25 đô la Mỹ, hãy thử tính xem giá giảm đi bao nhiêu lần. Với mức giá rẻ như vậy và hiệu suất mạnh mẽ, con chip này đã thu hút được sự chú ý của City Sau đó, máy tính của Apple đã sử dụng bộ vi xử lý MOS 6502. Bạn cần biết rằng, vào thời điểm đó, một chiếc máy tính vi mô thương mại có giá hàng nghìn đô la Mỹ nhờ con chip này, hoặc có thể nói là nhờ chiếc máy quang khắc này, máy tính cá nhân giá rẻ mới thực sự bắt đầu phổ biến. Công ty thiết bị Parkin mơ chỉ mất chưa đầy 3 năm để tham gia vào lĩnh vực bán dẫn và nhờ chiếc máy quang khắc của mình, họ nhanh chóng trở thành công ty thiết bị bán dẫn lớn nhất. Tuy nhiên, có lẽ vì quá thành công nên họ đã bỏ qua nhiều vấn đề quan trọng. Trước tiên, cùng với sự phát triển của định luật mu, quy trình chế tạo chip ngày càng được thu nhỏ, nhược điểm của máy quang khắc dựa trên nguyên lý phản xạ một một bắt đầu trở nên rõ rệt. Thứ nhất, gương phản xạ không thể hoàn toàn loại bỏ hiện tượng quang sai của mặt cầu. Thứ hai, độ phân giải hình ảnh quá thấp, không thể đáp ứng được yêu cầu thu nhỏ tiếp theo của quy trình. Lúc này, một công ty huyền thoại khác của Mỹ đã bước lên sân khấu. Năm 1978, CCA tiên phong giới thiệu máy quang khắc bước đầu tiên, màu đi Etapple 4800 và nhanh chóng chiếm 70% thị phần. Sự thành công của nó chủ yếu nhờ sử dụng bước sóng 436 nanomet dòng di là nguồn sáng chiếu xạ cùng với ống kính của Sasi, đạt được tỷ lệ thu nhỏ 10 với một trong quá trình chiếu sáng và độ phân giải đạt đến 1 macromet. Ngoài hệ thống vật kính, CCA còn cập nhật một cải tiến quan trọng, bàn làm việc silicon tự động hóa. Với máy quang khắc sử dụng phương pháp chiếu thu nhỏ, khu vực chiếu sáng không còn là toàn bộ tấm wafer mà chỉ là một phần nhỏ trên đó. Sau mỗi lần chiếu sáng, tấm wafer cần được di chuyển đến vùng tiếp theo để tiếp tục chiếu sáng cho đến khi toàn bộ bề mặt wafer hoàn tất quá trình chiếu xạ. Điều này dẫn đến những ưu và nhược điểm rõ rệt của thiết bị. Ưu điểm là hệ thống đã tận dụng tốt nguồn sáng và phương pháp chiếu thu nhỏ, từ đó cải thiện độ chính xác. Tuy nhiên, nhược điểm là tốc độ bị hy sinh do chỉ có thể khắc từng vùng nhỏ một cách tuần tự. Mặc dù tốc độ thấp nhưng độ chính xác vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vấn đề về hiệu suất thấp này kéo dài đến thời kỳ của Nikon ở Nhật Bản mà vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cuối cùng, phải đến thời kỳ của ASML khi hệ thống bàn làm việc kép được áp dụng, hiệu suất mới được cải thiện đáng kể. Câu chuyện này chúng ta sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về thời kỳ máy quang khắc của Nhật Bản. Khi đó, GCA của Mỹ không hài lòng với công nghệ thấu kính của Bose và Lam và đã chuyển sang hợp tác với Nikon. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của Nikon trong lĩnh vực công nghệ máy quang khắc. Tuy nhiên sau đó, để có được các loại thấu kính tiên tiến hơn, GCA lại từ bỏ Nikon và quay sang hợp tác với Kawasaki. Chính sự thay đổi này đã mở đường cho sự trỗi dậy của máy quang khắc Nikon, cộng thêm một số sai lầm của Kosashi, dẫn đến việc GCA nhanh chóng mất vị thế dẫn đầu. Nikon ra mắt máy quang khắc NAC a 1010 g vào năm 1982. Về cơ bản, thiết bị này là một phiên bản cải tiến từ các bộ phận của máy quang khắc GCA, không chỉ hệ thống quang học mà cả bàn làm việc silicon trồng cũng rất giống với GCA vậy tại sao nai con lại có thể phá vỡ sự độc quyền công nghệ của JCA chỉ trong vài năm ngắn ngủi? Điều này không phải do trình độ công nghệ của nai con vượt trội, mà là nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ Nhật Bản, đặc biệt, NEC Nippon Electric Company đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển này. Khi các mạch tích hợp được áp dụng thành công vào công nghệ máy tính, NEC cảm thấy rất ghen tị với những thành tựu của Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Mỹ độc quyền về công nghệ và việc học được những kỹ thuật cốt lõi của họ gần như là điều không thể. Để đối phó, NEC đã thực hiện một chiến lược kỹ thuật đảo ngược nó đơn giản. Họ mua một lượng lớn thiết bị từ Mỹ, sau đó thảo dỡ và nghiên cứu để học ngược lại những công nghệ tiên tiến. Kết quả là NEC đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong công nghệ sản xuất mạch tích hợp của Mỹ. Ban đầu, NEC định giữ riêng những công nghệ này cho mình, nhưng chính phủ Nhật Bản không đồng ý, họ buộc NEC phải công khai những công nghệ này ra thị trường, và điều đó đã mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản. Nikon chính là bên hưởng lợi lớn nhất trong câu chuyện này. Lý do ban đầu Nikon được GCA chọn làm đối tác là nhờ vào nền tảng vững chắc của họ trong công nghệ sản xuất thấu kính và đo lường chính xác. Đây đều là những công nghệ cốt lõi mà máy quang khắc cần nhất. Sau đó, hợp tác với GCA đã giúp Nikon tiếp cận và hiểu rõ hơn các công nghệ quang học tiên tiến nhất trong ngành bán dẫn, tạo cơ sở để Nikon bắt đầu nghiên cứu máy quang khác từ rất sớm. Chính phủ Nhật Bản cũng rất coi trọng vấn đề này. Để hỗ trợ Nikon, NEC Nippon Electric Company đã bí mật chuyển giao máy quang khác của GCA mà họ mua được cho Nakan để thảo dỡ và phân tích. Đến năm 1980, Nikon đã giới thiệu chiếc máy quang khắc đầu tiên của mình. Tuy nhiên, sản phẩm này không thành công ngay từ đầu, theo lý thuyết. Một thiết bị như vậy sẽ khó có doanh nghiệp nào sẵn sàng sử dụng, nhưng với sự hậu thuẫn của chính phủ Nhật Bản, các công ty lớn như NEC hay những doanh nghiệp nội địa khác buộc phải hỗ trợ bằng cách mua thiết bị này. Sau khi mua về, các kỹ sư từ cả hai bên đã hợp tác chặt chẽ, liên tục phản hồi các vấn đề thực tế phát sinh trong quá trình sử dụng, giúp Nikon nhanh chóng cải tiến và hoàn thiện công nghệ của mình. Chỉ trong 2 năm, đến năm 1982, Nikon đã có thể bán máy quang khắc của mình sang Mỹ. Các công ty lớn như IBM hay Texas Instruments cũng bắt đầu sử dụng thiết bị của họ. Điều này đã khiến người Người Mỹ vô cùng bất ngờ, họ nhận ra rằng phiên bản học lại của Nikon không chỉ không thua kém máy quang khắc của GCA mà ở một số khía cạnh như độ ổn định của thấu kính và mức độ tự động hóa còn vượt trội hơn. Điều này thực sự là một bước ngoặt lớn hơn nữa. Thái độ phục vụ tận tình và chuyên nghiệp của các công ty Nhật Bản còn vượt xa so với sự kiêu ngạo thường thấy ở các nhà sản xuất Mỹ. Điều này đã tạo ra lợi thế lớn cho Nikon trong thị trường quốc tế. Dịch vụ của Nikon trong lĩnh vực máy quang khắc thực sự rất xuất sắc chỉ cần bạn sử dụng máy quang khác của Nikon, họ sẽ miễn phí cử 5 kỹ thuật viên đến tận nơi để cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24 trên 7. Chính nhờ chiến lược này, mặc dù máy quang khác của Nikon được xem là bản sao chết từ GCA, nhưng với dịch vụ tốt và những lợi thế nhỏ nhưng tinh tế trong sản phẩm, Nikon đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần của GCA. Trong khi đó, đối tác của GCA là Kawasaki cũng bắt đầu gặp vấn đề, chất lượng thấu kính liên tục có lỗi, giao hàng chậm trễ, hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất của GCA. Kết quả là, GCA vừa bị nay con chiếm thị phần, vừa gặp rắc rối với chuỗi cung ứng. Đến năm 1985, GCA phải chịu khoản lỗ lên đến 140 triệu đô la Mỹ sau khi cố gắng cầm cự thêm 3 năm, cuối cùng họ buộc phải bán công ty. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản trỗi dậy, Mỹ đã bắt đầu tung ra các biện pháp mạnh mẽ để kiềm chế Nhật Bản tôi sẽ đề cập ở video khác. Dù vậy, với những thành tựu của Nikon trong lĩnh vực máy quang khắc, ngay cả Mỹ cũng không thể ngang nhiên giành lấy công nghệ của họ. Chính vì thế, sau đó đã xuất hiện sự trỗi dậy của ASML Hà Lan, nhưng câu chuyện về ASML sẽ được để dành cho kỳ sau. Vì nội dung lần này đã khá dài rồi, chúng ta sẽ nói về ASML trong phần tiếp theo.